điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được xây dựng trên cơ sở rà soát kế thừa các yếu tố hợp lý của quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1296 ngày 19 tháng 8 năm 2009. Được sự quan tâm của Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã huy động thu hút được gần 57.600 tỷ đồng để cải thiện kết cấu hạ tầng và đầu tư các công trình động lực phục vụ phát triển Vân Đồn. Trong đó 70% là nguồn vốn xã hội hóa với nhiều công trình hạ tầng mang tính động lực như cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và các tuyến đường cao tốc. Qua đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư tới nghiên cứu đầu tư tại Vân Đồn như FLC, Sun Group, Vingroup. Với đà phát triển của Vân Đồn, nhiều nhà đầu tư lớn tiếp tục có ý tưởng mới đột phá, xin được nghiên cứu đăng ký đầu tư với số vốn trên 56.000 tỷ đồng để phát triển Vân Đồn. Đứng trước thời cơ nhu cầu phát triển mới, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Chính phủ và được Chính phủ đồng ý cho triển khai điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040. Đây là một cái cơ hội rất lớn với Quảng Ninh và nó đáp ứng cái sự mong mỏi của Quảng Ninh, của các nhà đầu tư, của các nhà đầu tư chiến lược của cả nước chúng ta đã đăng ký, đặc biệt là đáp ứng những kỳ vọng của Chính phủ đối với việc phát triển riêng của khu kinh tế Vân Đồn. Nên là cái sự kiện mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch điều chỉnh khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 là đặc biệt có ý nghĩa quan trọng. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 có nhiều điểm mới so với quy hoạch đã được phê duyệt năm 2009. Trong đó đã cập nhật các dự án động lực gồm sân bay, đường cao tốc, quy mô dân số có sự thay đổi với giai đoạn 2030 là 140.000 đến 200.000 người. Giai đoạn 2040 là 300.000 đến 500.000 người. Định hướng cấu trúc phát triển không gian khu kinh tế Vân Đồn chia theo hai vùng gồm đảo Cái Bầu và quần đảo Vân Hải. Định hướng thành 5 vành đai phát triển. Kể cả quy hoạch cũ, quy hoạch mới thì đều phân ra hai cái vùng rất lớn, đó là cái vùng đảo Cái Bầu và cái vùng quần đảo Vân Hải. Nhưng tại quy hoạch này thì cái quần đảo Vân Hải là đã được nghiên cứu và phát huy tối đa để khai thác tối đa những cái giá trị của quần đảo Vân Hải để phù hợp với lại tính chất của cái khu kinh tế Vân Đồn mới. Và cái tính chất của khu kinh tế Vân Đồn mới thì đây là nó có ba cái nội dung rất là quan trọng. Thứ nhất là khu kinh tế Vân Đồn mà trong quy hoạch này nó là cái khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực. Thế và trung tâm giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp, cửa ngõ giao thương quốc tế. Thế rồi là có cái sự khác biệt, có cái thương hiệu và có tính cạnh tranh quốc tế. Cái thứ hai nữa là Vân Đồn là phải là một đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh. Đặc biệt một cái yếu tố thứ ba đó là một cái vị trí địa chính trị đã gắn cho Vân Đồn, đó là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 sẽ góp phần phát huy tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Vân Đồn nói riêng và Quảng Ninh nói chung, để Quảng Ninh giữ vững vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước.